Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về giao diện của phần mềm Adobe After Effects và cụ thể ở đây có thể gọi là không gian làm việc ở trong phần mềm này. Như ở đây thì tôi đang sử dụng phần mềm After Effects CC 2015. Đối với những bạn đang sử dụng phần mềm After Effects ở những phiên bản thấp hơn, chẳng hạn như CS 4, CS 5, 5.5 hay CS 6, các bạn cũng không cần phải quá lo lắng bởi vì bài học này hoàn toàn có thể áp dụng cho phần mềm đang sử dụng của các bạn. Bởi trải qua khá là nhiều phiên bản nhưng nói chung về mặt giao diện thì After Effects không có quá nhiều thay đổi về cách bố trí các module hay còn gọi là các panel làm việc. Họ chỉ có sự thay đổi hay thêm bớt một số không gian làm việc mới và đặc biệt là về màu sắc của giao diện phần mềm mà thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với một vài khu vực chính trong phần mềm After Effects. Như ở đây thì tôi đang sử dụng giao diện làm việc Standard, tức là đây là cái không gian làm việc mặc định mà các bạn khi mở phần mềm lên, các bạn sẽ làm việc với nó. Thì ở đây không gian làm việc này các bạn có thể thấy nó được chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó khoảng 8, 9 phần khác nhau. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ chỉ tóm lược lại một cách ngắn gọn để cho các bạn có thể nhanh chóng nắm được trong bài học này. Khu vực đầu tiên mà tôi giới thiệu với các bạn đó là khu vực thanh menu. Đây, các bạn có thể thấy ở trên màn hình, đây là khu vực chứa các chức năng chính của AE, chẳng hạn như các bạn muốn mở project này, hay edit, hay composition, hay layer, hay effect, hay view này, window, vân vân. Đây là không gian làm việc chính mà các bạn muốn tùy chỉnh các thứ, thậm chí là liên quan chính đến giao diện của phần mềm mà các bạn đang sử dụng. Còn không gian thứ hai mà các bạn đang nhìn thấy ở đây, đó là nơi chứa tất cả các công cụ các bạn hay sử dụng và buộc phải sử dụng ý, trong việc các bạn chỉnh sửa, tạo các hiệu ứng trong After Effects. Như đây các bạn có thể thấy, đây là list các cái công cụ. Cái này thì tôi sẽ làm việc với các bạn ở trong một bài khác về chi tiết chức năng của các công cụ này. Không gian tiếp theo ở đây đó là cửa sổ project, nơi các bạn lưu trữ các đường dẫn file, các composition tạo ra trong quá trình làm và các tham số liên quan. Các bạn thấy ở đây là tôi có một cái composition đây, tên là không gian làm việc, và một cái file thô tôi đã import vào. Các bạn ở trong đây sẽ là không gian này sẽ là nơi để import và làm việc với các file là chính. Tôi sẽ nói cụ thể ở phần sau. Không gian tiếp theo ở đây mà các bạn có thể thấy ở đây, không gian tiếp theo, đây như các bạn đang thấy, đây gọi là vùng làm việc hay gọi là vùng preview cái công việc mà các bạn đang làm. Các bạn có thể thấy tất cả những gì các bạn đang làm sẽ đều được hiển thị ở không gian này. Chẳng hạn như các bạn tour hay các bạn chạy thì tất cả mọi thứ đều được hiển thị ở không gian này cả. Không gian tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là layer. Đây là nơi mà các bạn sẽ chứa các layer cho các portrait này, cho composition hay là các hiệu ứng mà các bạn sẽ làm việc ở đây. Không gian tiếp theo đó là timeline. Đây các bạn có thể thấy có khoảng trên thanh timeline này có tổng thời lượng mà composition các bạn tạo ra hay là thời lượng mà cái file video các bạn import vào. Các bạn sẽ thấy ở đây như là từ đây là từ 0 này đến 15 giây. Riêng với cái timeline này thì các bạn có thể phóng to thu nhỏ tùy ý. Cái này tôi sẽ giới thiệu về phím tắt trong bài phím tắt sau. Không gian tiếp theo mà các bạn cần chú ý đó là cửa sổ intro như chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Cái panel info này sẽ giới thiệu với các bạn về màu sắc này, theo kênh RGB, về tọa độ X và tọa độ Y của các cái ứng dụng, các cái đối tượng mà các bạn đang thực hiện ở dưới khu vực layer và timeline. Như các bạn thể thấy ở đây, khi tôi di chuột ở trên cái dòng chữ After Effects này, các bạn thể thấy là ở cái khu vực nhận màu, nó đang hiển thị các thông số về màu, như ở đây các bạn thể thấy là màu hồng. Hay là các bạn thể thấy được luôn là tọa độ cũng thay đổi theo cái con chuột mà các bạn đang di chuyển. Một cửa sổ tiếp theo nữa đó là cửa sổ mà đây các bạn thấy nó là cửa sổ preview. Đây là cái cửa sổ mà các bạn sẽ sử dụng nó để preview mà có thể hiển thị cả âm thanh. Nếu như các bạn muốn hiển thị âm thanh thì các bạn buộc phải sử dụng cái thanh preview này, bởi nếu các bạn chỉ ấn cách để chạy ở dưới này thì chắc chắn sẽ không hiển thị âm thanh, mà cái thanh preview này nó sẽ render bằng RAM để giúp cho các bạn có thể nghe được luôn âm thanh trong quá trình dựng. Cửa sổ tiếp theo đây là Effect Preset. Đây các bạn có thể thấy, đây là cửa sổ nơi chứa tất cả các hiệu ứng có trong After Effects, kể cả những hiệu ứng mà đến từ các hãng thứ ba mà các bạn vẫn thường gọi là plugin. Đây, ở đây có tất cả luôn, kể cả các animation preset vậy. Bên cạnh đó thì trong cửa sổ này chúng ta có thêm một cái tab gọi là Character, tức là để tùy biến các cái phông chữ này, các cái cỡ chữ từ cái công cụ gọi là Tip Tool, nơi để các bạn gõ text vậy. Cửa sổ cuối cùng
Trong giao diện này đó là paragraph, đây là cửa sổ để tùy chỉnh các cái phông chữ vào giữa hay là cân đều hay là cân trái cân phải. Như vậy thì tôi đã vừa giới thiệu cho các bạn tổng quan về các không gian làm việc chính ở trong phần mềm Adobe After Effects. Trong bài học tiếp theo tôi sẽ đi vào cụ thể chức năng của từng không gian làm việc.